Hành mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người bệnh tiểu đường nhờ khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Trong hành có chứa các hợp chất flavonoid và lưu huỳnh đã được chứng minh là có đặc tính hạ đường huyết. Các hợp chất này có thể giúp điều chỉnh mức insulin và cải thiện quá trình chuyển hóa đường, đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 2 tiêu thụ chiết xuất hành trong 4 tuần đã giảm đáng kể mức đường huyết lúc đói. Ở một nghiên cứu khác cũng cho thấy ăn hành sống mỗi ngày đã giúp giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân bị tiểu đường loại 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Vì vậy, duy trì sức khỏe tim mạch tốt là rất quan trọng. Hành rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin, đã được khoa học chứng minh là có tác dụng bảo vệ tim. Nghiên cứu cũng phát hiện tiêu thụ hành có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Ở một nghiên cứu khác cũng cho thấy người bệnh tiểu đường tiêu thụ 100g hành mỗi ngày trong 8 tuần đã giảm đáng kể mức huyết áp cao. Tăng cường chức năng miễn dịch. Bệnh nhân tiểu đường dễ bị nhiễm trùng hơn, vì vậy duy trì chức năng miễn dịch tốt là rất quan trọng. Hành rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có thể tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Một nghiên cứu được công bố trên trang tin nghiên cứu ResearchGate cho thấy ăn hành thường xuyên có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là người lớn tuổi. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tiêu hóa như táo bón và liệt dạ dày. Hành rất giàu prebiotic, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi và cải thiện chức năng tiêu hóa. Nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ hành có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm các triệu chứng táo bón ở người lớn tuổi. Lợi ích đáng ngạc nhiên của nước chanh đối với bệnh nhân tiểu đường. Các bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có thể làm chậm quá trình chuyển đổi carbon hydrate thành đường, do đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Chanh có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin C, folate và kali cho cơ thể. Chanh có chứa nhiều chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình tiêu hóa và nhờ đó giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu. Vitamin C có nhiều trong chanh là một trong những chất chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giúp giảm cả lượng đường trong máu lúc đói, giảm mức cholesterol và chất béo trung tính. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình sản xuất collagen và có thể giúp duy trì tính toàn vẹn của động mạch, giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường như bệnh tim và thận. Các nghiên cứu cho thấy chanh có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Nó cũng có thể đảo ngược tình trạng kháng insulin, từ đó giúp điều chỉnh lượng đường huyết. Một nghiên cứu vào năm 2021 được công bố trên tạp chí khoa học về dinh dưỡng European Journal of Nutrition cho thấy nước chanh làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột trong thực phẩm thành đường, chẳng hạn như bánh mì. Kết quả thể hiện việc uống nước chanh giúp giảm 30% mức đường huyết tăng đột biến sau khi ăn 2 lát bánh mì so với việc không uống nước chanh. Nước chanh cũng giúp làm chậm lượng đường trong máu tăng đột biến trong 35 phút. Liên quan đến tình trạng kháng insulin, một số chuyên gia cho rằng chiết xuất polyphenol trong chanh có thể làm tăng độ nhạy insulin. Đây là những dưỡng chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào, bao gồm các tế bào sản xuất glucose trong gan, đáp ứng với insulin.